Câu hỏi này sẽ gồm có hai phần. Cái phần đầu tiên đó là những công trình dọc sông Sài Gòn. Rồi. Và phần thứ hai đó là cái mật mã âm nhạc. Bitexco. Cảng Ba Son. Khách sạn Pacific. Cầu Ba Son. Cảng Sài Gòn. Quê đi anh ha. Quê đó. Okay, yeah, yeah, yeah. Mẹ đâu biết đại lộ Đông Tây, mẹ chỉ qua Thủ Thiêm ngày ấy. Cầu Phú Mỹ bây giờ đã xây, không còn nữa một vùng đầm lầy. Thành phố này luôn luôn vận động. Cái con đường đó khi mình không có đi vài tháng, quay trở lại nó thay đổi. Thành phố, nơi mà chúng ta rất đủ tự hào. Tự hào, thành phố.